Kéo cái tô lại rồi. Rồi hôm nay làm bánh flan nha mọi người. Giờ bước đầu tiên là tách lòng trắng đỏ và trắng nha. Chén vô làm như nó cứ là sừng. Rồi tách từ từ nha. Để này đổ bên kia. Đó, rồi đó, cứ nghiêng nghiêng đó, đó rồi. Để đây. Rồi, để cho em phụ đi. Thôi con bỏ đây. Chưa được chứ. Trời, sao vậy? Được rồi. Gì vậy xíu? Không biết, đẹp. Sáng rồi con dùng cái bàn rửa mát. Tiếp tục đi nè anh em. Gì mà cứ ngày nào cũng qua cái kia. Đổ ra nó đi mi, đổ qua đổ lại, nghiêng nghiêng nó mới ra, nghiêng rồi đó, nghiêng được ok. Nghiêng nghiêng rồi để qua đây, mi bỏ ở đây. Rồi bỏ đó mình. Thấy chứ rồi. 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 4 trứng thôi này. Rồi đánh đi, bắt đầu đánh đi. Thấy rồi. Rồi Yến Trang thì đổ sữa ra. Rồi đánh đi, đánh xuống đi. Em đi đánh cái này đi. Rồi, không mỗi người một tay. Mỗi một tay làm chơi nhanh. Mà cái này nó sẽ ra bỏ. Yến Trang sẽ đánh trước. Vậy cái này khỏi phải đánh đúng không? Đúng rồi đó. Rồi vậy giờ con cắt sữa ra đi. Rồi, chúng mình cắt sữa ra bởi đây nè. Nhiều nè. Đây là đánh lòng đỏ nè. Sữa ra. Trời ơi, trời ơi luôn hả? Hai cái gì mà nhiều, hai gói thôi, cho hết đi, hai gói thôi. Hết đi cũng. Hai gói thôi. Hai gói thôi nè, thêm gói luôn rồi. Ok. Gói nữa. Mỗi gói tôm có hai muỗng lòng trắng nha. Từ từ. Đây. Ăn chén với lại bỏ thêm hai bịch sữa. Ngon ghê. Sữa không được nha. Chúng ta nhớ là chúng ta phải cho sữa không được. Nó sữa rất là ngọt. Cái này là chúng ta phải múc cái hai muỗng lòng trắng. Cái này bỏ hai muỗng lòng trắng, cái này người ta phải làm 5 cái trứng. Không sao hết. Nè, mấy mày chỉ cho nè. Bỏ hai muỗng lòng trắng. Cho cái này vô đây. Rồi cho lòng đỏ vào sữa. Rồi ngoáy lên, đi ngoáy lên. Ngoáy lên. Ngoáy đều. Hai một ngoáy thôi. Ngoáy rồi, đi. Rồi, cái này ra đây. Cái này nó vậy. Để con từ để mi đổ sữa. Để không khoái nữa. Mi đổ sữa đi. Không khoái nữa. Mi đổ sữa tự nhiên không phải thì chị kim đồng hồ á. Mày đổ sữa. Rồi, không sao, lấy người lát mình nó mạnh đó. Ở đây đổ vô đổ sữa ra, cho Ngân đi đổ sữa đặt ra đây. Cho Ngân thì đổ đây mạnh, cứ để yên nguyên cái tay mất nhiều quá đấy. Đổ nữa. Để mạnh cái tay lên nhiều lắm, không phải ít thôi. Đổ vô. Rồi múc cái này một nửa, múc cái này một nửa vô đây và ngoáy đều. Múc cái này nè. Nửa lon sữa đặc. Một nửa. Múc nửa đi. Ngoáy đều, múc nữa đi, múc nhiều lên. Cứ múc đi. Lấy muỗng rửa lát mình cũng đụng chung mà. Rồi ngoáy đều lên đi. Cứ quấy đều đi. Để lấy hết mấy cái sữa đặt qua. Rồi, ngoáy lên đi. Cho tôm ngoáy đi nè. Cho tôm ngoáy đi. Ủa cái này để đây làm gì? Cứ không có sử dụng vô làm gì. Cứ quay cái này để đăng lên đó. Có đăng đâu. Có đăng lên YouTube. Không đăng lên. Thay đổi quay một năm nha. Mới quay đi. Ví dụ quay cái này xong rồi vô làm gì? Vô ra đây là cái này cái hỏi còn lấy ra đây. Sữa đặc. Cái này bỏ. Với lại trắng không đổ nữa. Thấy tàu ghê không? Đi làm ramen. Làm cái gì đây? Bây giờ chúng giờ sẽ làm ramen. Ramen tiếp tục cho món bánh flan. Hơi tối một chút bởi vì chưa có bật đèn. Bật coi. Ok. Thế đó đi. Là được rồi. 100g đường với lại mọi người, chúng ta sẽ bật lửa nha. Lửa cũng hơi to xíu nha các bạn. Rồi chưa? Rồi, cho đường vô trước. Đường. À, cho nước vô trước đi. Nước cho nó sôi rồi cho được. Cho nước vô nha. Không mình phải cho cà phê. Rồi, cho đi cho mẹ đi lấy nước nè. Đây nước. Rồi bỏ đường vô đi. Chưa. À, chưa. Đây là nồi nước sôi chuẩn bị để hấp. Mọi người là ai cũng có một nhiệm vụ hết luôn nha các bạn. Ví dụ như nghe là đánh lòng sữa và tôm mà đánh hai hỗn hợp này. Đây mình sẽ cho đường vô. Tiến hành làm caramel. Có đào. Đó, bỏ đường về. Chút xíu đường về.
đổ hết vô chén nhỏ hết. Ấy cái này người ta nói là không được caramel, không được quấy. Giờ cái đường hồi nãy mình bỏ làm caramel đi, cho mình bỏ cho bỏ vô cái hỗn hợp này. Tôi lên gọi đều lên. Trường nào ăn xong mới bỏ cà phê vô. Đúng rồi My, thầy ngu quá à. Con ngu quá. Bây giờ không làm được gì nữa chứ. Khó để làm gì. Sao gửi vậy? Đang tiến hành quay. Hết rồi quay đều không các bạn? Rồi giờ làm sao đây? Ở đây có những cái khu hình trái tim. Để bây giờ mình phải xếp ra cái mâm. Rồi hình gì nữa? Rồi có hình tròn xong. Ui, đây là khu hình tròn. Đây đến. Ủa sao hết gì? Đúng rồi. Mấy khu nè. 5 cái. Ừ. 5 cái xong rồi giờ mình sẽ xếp cái này trên đây. Cái chưa tay. Làm trắng được quá. Ủa? Bánh flan mùa dịch. Bánh flan mùa dịch. Mùa dịch tại nhà, tự làm tại nhà. Nói im đi. Ủa là cốt để chắc cái này ra hết thôi. Ít thôi nè. Ồ ít để cái này thôi. Chưa tan. Để cho nó đều ra nè. Khoan khoan nha, buông ra đưa tay ra cái phẩm. Để giờ mình để lên mới làm tiếp. Miếng mút vậy đi con. Nè đều ra là đều còn nhiều. Khó cho nó đều lên. Đều ra giống gì nè. Đó đều ra, cứ để rồi ra bẩn nè. Rồi để cho nó lông lại đi rồi mới đưa cái kia đó đây. Chứ còn đây. Đó. Còn cái nào ít không? Còn cái này là cái này với cái này ít nè. Cái này. Ờ cái này nhiều. Ok, không được rồi. Đây, đây là hỗn hợp caramel trong chứ caramel. Đây. Cái tiếp là sẽ lượt những cái những cái bọt lòng trắng ra chưa có đều nè. Đó. Đó, giờ nó mịn hơn rồi các bạn. Múc vô lại hả? Không múc vô. Ai cho múc chứ? Rồi múc vô khay. Múc vô chứ. Bây giờ mình sẽ múc vô những cái khay. Cái điện thoại. Đây. Đó, cái khay là múc lên, múc lên nữa. Múc lên tới một hũ. Nhưng mà cái này đặt chưa chứ đâu. Được rồi. Cứ kệ đi. Rồi vậy được rồi. Mỗi cái là 2 muỗng. Đó mình một cái 2 muỗng nha. Một cái này là 2 cỏi. Một cái đó là chắc là 4-5 muỗng. Ok. Mình sẽ làm thành trái tim được đó. Trái tim nè. Đây mọi người. Đã đặt. Cẩn thận nha. Bỏ rớt cái là chích đó cái lỗ á. Đây bỏ lên đây. Chúng mình hát lên cái cần hát nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra bà nè. Bên đó nó chọc quá. Mở ra. Bên đây luôn. Để xuống này. Đó. Từng cái vô. Bỏ từng cái đi các bạn. Mình bỏ hình vòng tròn đi chứ để đi. À, thiếu thì qua bên này để. Hiểu không? Không? Có. Ừ. Mày để cái lỗ đi cho có hơi nó đi lên được không? Đúng không? Không qua đây để thì cái đi mày. Qua đây nè, qua đây ba đi. Qua đây ba đi, nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Nè để bớt một cái qua luôn đi, để cái này qua đi. Có được rồi. Để qua nó mới chín được. Đó, tiếp, qua đây. Chín cái gì? Qua vô mỗi bên 5 câu. Cái này rải rải được rồi. Cái gì đâu? Đừng có rải rải. Bỏ thấy người ta để cái khăn luôn. Bao lâu đi mà bỏ cửa nha, bỏ nó rồi đẩy nó lại. Rồi chuẩn bị cái tâm trước để đo đi. Bỏ gì? Không phải đo mà là coi nó chín. Quay cái mạng ra nữa chứ. Sau bao nhiêu chờ đợi nè? Thì bây giờ tụi mình sẽ nó cũng đang nóng. Hấp hấp hả? Hấp xong rồi á tụi mình sẽ để ra ngoài này cho nó nguội. Và chúng mình thì sẽ nguội xong rồi mình mới đẩy nắp lại thì bỏ vô tủ lạnh cho nó mát. Vậy nha. Bước cuối cùng á thì mình sẽ lấy những cái nắp này nè. Đó, nắp theo hình mình đậy lại và cho vào trong ngăn mát. Để cho nó mát, khi nào nó mát lên thì các bạn có thể lấy ra ăn được rồi. Chúc các bạn thành công.